Hello, xin chào các bạn. Cuối tuần đến, hôm nay mình chuẩn bị làm mồi để tối nay nhậu. Bên này thì uống rượu vang, họ thường hay làm cheese board, là khay các loại phô mai, ô liu, dưa chuột và các loại salami. Nhà mình đang trên đường đi chợ, định ghé qua Busan mà hôm nay họ đóng cửa mất tiêu, cho nên là mình đi Whole Foods. Hiện tại thì mình đang ở Whole Foods, siêu thị này chuyên bán đồ Tây chất lượng cao. Đây các bạn nhìn đi, kính thưa các loại phô mai. Hôm nay thì mình sẽ làm khay đồ nhắm phô mai cho nên cần một số loại phô mai. Đây blue cheese, phô mai xanh. Trong các loại phô mai thì phô mai blue cheese mùi khá là nồng. Ai ăn không quen thì ăn không nổi đâu. Nó cũng giống như là tụi Tây mà ăn sầu riêng của mình vậy á. Đa số các loại phô mai người ta làm từ sữa bò. Ngoài ra thì người ta cũng làm phô mai từ sữa dê. Đây là brie, loại phô mai rất là mềm, nó giống như là phô mai con bò cười vậy đó. Đây có các loại phô mai khác nhau và họ cho vào rổ như vậy mình dễ mua. Vì cheese ball thì mình sẽ cần mỗi thứ một ít thôi. Các bạn nhìn nè, đây là khối Parmesan cheese 2 năm tuổi to quá chừng luôn. Một khối cheese này có thể nặng đến 45kg đó các bạn. Ở đây còn có các loại ô liu ngâm chua và ngâm dầu. Thường thì ô liu phần ngâm dầu và cho thêm gia vị và mùi vị. Họ còn có các ớt chua ngâm dầu, dưa chuột ngâm giấm nữa nè. Nếu bạn đi siêu thị Safeway hay là Save On Food cũng có bán ô liu tự chọn như vậy. Nhưng mà nó không ngon bằng ở Busan và Whole Foods đâu các bạn. Bạn chồng đang lựa ô liu, nhà cũng mê ăn ô liu hết. Giờ mình qua mua salami. Salami là kiểu xúc xích Ý, nó được làm chủ yếu là từ thịt heo, cho thêm muối, hương vị, làm nên men rồi phơi khô. Mình sẽ mua 3 loại salami, mỗi thứ một ít. Mua thêm một ít prosciutto, là kiểu thịt ham của Ý luôn. Cái này không liên quan lắm, chỉ muốn giới thiệu với các bạn là pizza ở Whole Foods rất là ngon. Đế bánh mỏng đúng kiểu pizza Ý, còn đế bánh dày là kiểu Mỹ rồi. Bạn nào mà ở Vancouver thì nên ghé thử ha. Mình mua một miếng tí nữa ra xe ăn. Các loại bánh tráng miệng ở đây thì cũng rất là ngon, nhìn thôi là đã thấy thèm rồi các bạn. Sau khi mua đủ nguyên liệu, giờ mình bắt đầu làm khay phô mai. Giới thiệu sơ với các bạn nguyên liệu mình mua ha. Đây là hộp nho tươi. Cái này bánh trái sung, cái này không liên quan, để tí nữa ăn tráng miệng. Đây là prosciutto. Các loại phô mai. Yeah, phô mai. Cái này phô mai với mù tạt, ăn rất là ngon. Mình thích ăn phô mai có vị cay. Cheddar cheese. Cái này water cheese. Và các loại salami, đồ chua, ô liu. Và cuối cùng là hộp trái sung và artichoke ngâm chua. Đối với những tiệc lớn, người ta làm khay phô mai lớn thì thường họ để nguyên miếng to bày ra với dao cắt phô mai. Khay nhỏ như vậy thì mình cắt sẵn để dễ trình bày. Với lại khay nhỏ thì nếu mà dùng dao cắt cũng bất tiện lắm. Để làm cheese ball, người ta thường dùng 5 loại cơ bản, đó là cheddar, gouda, goat cheese, manchego and brie. Ở đây thì mình dùng 4 loại trừ brie ra. Mình dùng khay gỗ dành cho cheese ball này. Nếu như bạn không có thì bạn có thể dùng thớt gỗ, thớt nhựa hay là phiến đá cũng được ha. Mình sắp xếp cheese lên trước, sắp trải ra trước rồi sau đó thì mình di chuyển sau. Kế đến là mình cho salami. Salami thì có thể sắp thành miếng mỏng chồng lên nhau như vậy, hoặc là nếu là khay nhỏ mình có thể gập lại làm tư cho để tốn diện tích. Prosciutto thì mình sẽ cuộn tròn, mình bọc lớp có viền mỡ trắng bên ngoài nhìn như hoa hồng. Làm như vậy thì vừa đẹp vừa đỡ tốn diện tích khay. Tiếp theo thì mình cho nho. Nho thì mình mua một hộp đủ màu như vậy cho tiện. Khi sắp xếp lên thì có nho xanh, nho đỏ, nho đen đủ màu rất là đẹp.
Cheese ball thì thường hay đi kèm với hai loại trái cây cơ bản, đó là nho và trái sung. Ngoài ra thì có thể đi kèm với các loại táo, dâu tây, việt quất. Mình cho bánh quy cracker lên góc phía trên ha. Phần salami này mình cũng gấp làm tư luôn cho đỡ tốn diện tích. Mình sẽ cho phô mai dê gochi ở góc phía bên này. Bây giờ thì mình cho dưa chuột và ô liu lên ha. Ô liu mình cũng chọn đủ màu cho đẹp. Mình cho ớt chuông có màu đỏ xen kẽ cho đẹp. Giờ thì mình sẽ cắt trái sung và sau đó thì mình cho lên cây. Cây phô mai mình dùng 4 loại cheese như trong hình. Và cuối cùng là mình sẽ cho cái atiso đồ chua lên. Vậy là cây cheese ball màu nhầu kiểu Tây đã hoàn thành. Bạn nên để cây ở ngoài trước khi ăn 30 phút để cho phô mai đạt nhiều độ phồng, mùi vị nó sẽ ngon hơn là ăn phô mai lạnh. Tiếp theo thì không thể nào thiếu rượu vang. Người phương Tây thích thưởng thức phô mai cùng rượu vang vì nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe, kích thích tiêu hóa và đem lại sự cân bằng hài hòa cho vị giác. Bạn chọn rượu vang trắng hay vang đỏ tùy thích, nhưng đừng chọn loại rượu quá nồng hay là quá ngọt vì nó chỉ phù hợp với một số loại cheese. Nên chọn loại có độ ngọt trung bình để phù hợp với nhiều loại cheese. Cheese ball thường dùng làm món khai vị với những buổi tiệc vui vẻ bên bạn bè và người thân, hay là những buổi chào đón ngày lễ đặc biệt như đêm Giáng sinh, giao thừa ấm cúng cùng với rượu vang bên gia đình. Hãy thử làm mùi nhậu kiểu Tây, thêm chai rượu vang và chút ánh nến cho không khí lãng mạn cuối tuần nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên bấm nút like và subscribe để theo dõi các video mới tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại.